Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip chia sẻ về cái bản ngọc trang bị và phù hiệu của vị tướng Taiga. Thì Taiga mùa này mình sẽ lên cái trang bị bản ngọc như sau. Đầu tiên, đối với 10 viên ngọc xanh nè, thì Taiga mình sẽ lên là máu tối đa. Máu tối đa là 37,5, giảm hồi chiêu là 0,6% nha. Mình lên 10 viên, 10 viên nha mọi người. Thì ngoài ra mọi người có thể lên cho mình á 10 viên giảm hồi chiêu 1% cũng được nha. Nhưng mà ở đây mình lên giảm hồi chiêu 6% thôi. Còn lại mình lên 370 máu để cho cái vị tướng này tăng thêm cái lượng máu nha. Còn về ngọc đỏ đó thì mình sẽ lên là cái tốc đánh nè, giáp và máu. Đây, tốc đánh là 1%, máu tối đa là 33,7, giáp là 2,3, là mình sẽ lên 10 viên nha mọi người. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím nè. Thì ngọc tím mình sẽ lên cho vị tướng Taiga. Mọi người có thể lên cho mình là máu tối đa là 75, 10 viên cũng được. Hoặc là mình lên 10 viên này luôn, 10 viên máu tối đa là 45, hồi máu 5 giây cộng 5,2 và tốc chạy là 0,4%, mình lên 10 viên. Thì đây là cái bản ngọc của Taiga nha. Đó. Thì cái bản ngọc Taiga khi mình lên xong thì có giáp là cộng 23, máu tối đa là 1.162, tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là 10%, giảm hồi chiêu là 6% nha. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và cái phù hiệu của vị tướng này. Mình sẽ đi vào phần trang bị nha. Đây, trang bị của Taiga thì đầu tiên á, tùy theo cái tem bạn mà thường thường mà có đấu sĩ mà nhiều bạn, mà pháp sư ít, mà pháp sư đấu sĩ mà nó hơi hơi mạnh á, đi cái đường của mình á, lắng lên á, thì mình lên chiếc giày hậu vệ này nè mọi người, để cho vị tướng Taiga nó trâu lên. Còn nếu mà pháp sĩ nó không trâu thì mình lên giày kiên cường để mà mình kháng phép pháp sư nha. Và tiếp theo mình sẽ lên cái áo tròn bằng hàng ga. Và món thứ ba mình sẽ lên khiên huyền thoại nha. Món thứ tư thì mình có thể lên cho vị tướng này là cái giáp PA hoặc là cái giáp khốn khổ mọi người. Đó, cái nào thì có thể hai món này mình luân chuyển. Và món thứ năm này á, mình có thể lên là hai cái lít tinh nộ hoặc là một cái món nào đó tùy theo tem, có thể lên cái áo tròn băng giá cũng được. Cuối cùng thì cái giáp phô mệnh, khi mà mắc giáp phô mệnh xong á, thì mình sẽ lên một món thủ khác. Mình có thể lên cái phù chú trường sinh cũng được, nói chung là lên theo cái đội hình tem bạn mà mình lên nha. Nhưng mà mình sẽ mặc định ba món là mình lên không thay đổi. Còn lại ba món như chiếc giày nè, chiếc giày mình có thể thay đổi chiếc giày khác. Với hai cái món cuối cùng thì mình sẽ thay đổi theo cái tem bạn. Giúp mà khi mà đấu lâu quá đó, mà vàng mình nhiều quá thì mình hãy bán những cái món mà tiền ít đi, mình mua lại những cái món mà tiền nhiều để mà cái sức chịu đựng mà đấu á về cuối chặng mình sẽ mạnh lên nha mọi người. Rồi mình sẽ đi vào cái phần cuối cùng, đó chính là cái phù hiệu nha. Phù hiệu của vị tướng Maga thì mình sẽ chọn cái phòng ngự nha mọi người. Đây là cái phù hiệu cho Taiga. Thì cái phù hiệu này nó sẽ giúp cho Taiga đó thì sẽ gánh chịu sát thương sẽ cộng dòm ở mỗi giây luôn, và trong 5 giây đủ 4 lần sẽ giúp cho cái vị trí này miễn sát thương trong 5 giây. Nói chung là phù hiệu này rất là phù hợp dùng cho Taiga nha. Rồi, cái phần chia sẻ về Taiga này là hết nha. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.